Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 24 tháng 9 năm 2021, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến mới rất nhiều những mặt hàng lan thuần, những mặt hàng kg, hàng đẹp, rất nhiều những cái giỏ hàng lan thuần đẹp, để thoải mái cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái cây lan, những cái giỏ lan ưng ý nhất ạ. Và bên bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và hiện tại thì các tỉnh phía Nam bên em vẫn gửi được, một số tỉnh phía Nam bên em vẫn gửi được. Tuy nhiên thì cái hàng hành trình đi cũng có thể là nó sẽ hơi chậm, nên là cũng sẽ có phần hạn chế nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là lô kiếm bích thủy, hay còn gọi là kiếm hồng hoàng. Cái dòng lan kiếm mà có thể sổ ra khá là nhiều những cái mặt bông đẹp. Nói chung là nó có thể sổ ra 3, 4, 2, 3 những cái mặt hoa, mặt bông với những cái màu sắc khác nhau. Dòng lan kiếm bích thủy này em bán với giá là 80.000 cho 1 kg và 150.000 cho 2 kg nhé. Và sang bên này đây là dòng đai châu hàng, đai châu rừng bắc trụ, hàng chuẩn rừng bắc trụ. Và cây thì đây cô chú anh chị có thể thấy là hàng xếp mít rất là đẹp như thế này đấy ạ. Đó, hiện tại thì em thấy là một số cây là đã bắt đầu là có hiện tượng là sưng mắt nụ rồi. Nói chung là cô chú anh chị lấy tầm thời điểm bây giờ để cô chú anh chị có thể được thưởng thức một mùa hoa Tết tuyệt vời luôn đấy ạ. Em bán với giá chỉ có 420.000 cho 1 kg thôi. Và hàng này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 10 cây trên 1 kg hoặc là 12 cây. Đó. Đấy, thì cô chú anh chị thấy là cây rất là đẹp như thế này nhé. Hàng bản lá xích mít và gần như là không có lỗi. Nói chung là 100% bảo là không có một tí tì vết nào thì chắc là cũng rất là khó. Đấy. Thì nếu như có lỗi thì cũng rất là nhẹ nhẹ thôi. Đấy, gần như là không 100% là không có lỗi luôn. Bên này thì em có hai cái lô kiếm bích thủy. Cái lô này em gọi là lô số 1, nó là nguyên hai rề rất là đẹp luôn. Em bán là 80.000 này. Lô tiếp theo là lô số 2. Cái lô số 2 này là nguyên một rề, em cũng bán lô này với giá là 80.000. Và bên này là em có những cái cây đai châu ạ. Đây là cây đai châu lai nhá. Cây đai châu lai, hàng cân đối lá xếp hai bên rất là đẹp như thế này, mỗi bên khoảng tầm 5-6 cặp lá trở lên. Hàng này thì hoa cực kỳ là thơm và rất là bền hoa. Dòng châu lai ạ, người ta đã lai tạo giống để ra được những cái cây mà gọi là đẹp nhất này. Em bán với giá là 220.000 cho một cái chậu châu lai như vậy. Và sang bên này đây là dòng lan cắt lai A, dòng lan cắt một lá, bông siêu đại nhá, bông rất là to luôn. Mỗi một bông hoa của nó kích cỡ thì nó phải to trên 10 cm. Đấy, chậu nào chậu đấy thì khá là nhiều giả hành và cây cực kỳ là khỏe và đẹp luôn. Cái dòng hàng người ta gọi là nữ hoàng của các loại lan. Thì ở đây em có những cái màu, đó là màu cam chớp, màu xanh táo, màu đỏ, màu tím hồng lưỡi vàng, màu trắng lưỡi tím và màu và cả màu vàng, màu xanh táo nhé cô chú anh chị nhé. Nói chung là màu xanh táo có rồi này, rồi là cái màu vàng non ấy ạ, màu vàng non và cả màu vàng đậm luôn ấy ạ. Và đây là cái mặt đông của dòng lan cát này cô chú anh chị này, màu trắng lưỡi tím này, màu xanh táo, màu cam chớp, màu vàng lưỡi đỏ và màu tím đậm lưỡi vàng, họng vàng rất là đẹp như vậy ạ. Cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái cây lan gọi là ưng ý nhất nhé. Cái dòng cát này thì những cây như vậy thì nó sẽ nở hoa quanh năm luôn ấy cô chú anh chị, chứ không phải là một mùa hoa đâu. Từ những cái mầm chồi tơ mới lên, bắt đầu cô chú anh chị có thể bón cái loại phân kích hoa thì là nó sẽ dễ dàng cho những cái bông hoa gọi là đẹp nhất để cô chú anh chị được thưởng thức. Đấy, một chậu thì nhiều giả hành và đẹp như thế này. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Và tiếp sang bên này đây là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này cô chú anh chị này. Hoàng thảo chuỗi ngọc, một cái dòng hàng mà đẹp thân lá, từ thân lá đến hoa luôn.
Hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Một cái chậu như thế này thì đây cô chú anh chị nhìn cho em những cái thân của nó bóng và thắt đốt, nhìn như là những cái chuỗi ngọc mà mặt hoa của nó thì cực kỳ là rực rỡ và đẹp luôn. Đây là những cái mặt hoa của hoàng thảo chuỗi ngọc này. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em. Đây ạ. Nói chung là rất là đáng sưu tầm. Đây là những cái mặt hoa mà đây, mặt hoa này là sổ tại vườn nhà em luôn này, rất là đậm đẹp như thế này. Đó. Và mỗi một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc là như vậy ạ. Rất là đáng sưu tầm, đẹp như thế này. Một cái chậu như thế này thì cũng đủ rất là rực rỡ rồi. Đơn cử như cái chậu này chỉ có vài bông nở thôi mà cô chú anh chị đã nhìn thấy cái độ rất là rực rỡ và cực kỳ là đẹp của nó rồi nhá. Đấy, thì một cái chậu như thế này thì khi mà sổ hoa thì em nghĩ rằng là nó sẽ còn rực rỡ gấp bội phần nữa. Thì một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy thì em chỉ bán với giá là 180.000 thôi cô chú anh chị nhá. 180.000 thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây là những cái chậu kiều lộc bắc ạ. Những cái chậu kiều lộc bắc xanh mướt và thân căng cực kỳ là đẹp luôn như thế này. Một chậu nhiều giả hành, chậu nào cũng như chậu nào, rất là đẹp luôn như thế này đây ạ. Và hàng này thì sẽ nở hoa Tết hoặc là đầu xuân. Nói chung là cái chậu kiều lộc bắc thì hoa nở cực kỳ là đẹp. Em bán với giá là 180.000 cho một chậu nhé. Và tiếp sang bên này đây là dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố. Hạc vĩ thiên cung lữ bố thì hoa phải nói là siêu đậm đà rồi. Dòng này thì chỉ có hàng ươm ki thôi chứ không có hàng hàng rừng đâu ạ. Hàng rừng thì hoa của nó sẽ nhạt màu nhá. Còn hàng này thì là hàng 100% chuẩn ươm ki từ cái thân của nó này. Đấy. Và đây là một cái bông hoa bói mà hôm qua vừa he hé và hôm nay đã nở bắt đầu hơi căng hơn rồi. Đấy, hoa siêu đậm như thế này. Đây là chỉ là một bông hoa bói thôi mà đã đậm, đã đẹp như thế này rồi. Thì đến cái đúng cái mùa hoa của nó thì em nghĩ rằng là phải nói là sẽ rất là rực rỡ luôn. Hàng này thì rất là dễ nhân giống nhá. Một chậu như vậy thì ít nhất là cũng từ 8, 7, 8, 9 đầu thân, đầu ngọn trở lên. Đấy, tùy theo cái độ ngắn dài. Thì tính cả độ ngắn dài thì nó phải rơi từ 7 cái đầu ngọn trở lên ạ. Rất là đẹp luôn như thế này. Đảm bảo cô chú anh chị có một mùa hoa xuân đẹp tuyệt vời luôn. Với giá em bán chỉ có 150.000 cho một chậu thôi nhá. Hạc vĩ thiên cung lựa bố, hoa cực kỳ là đậm đà, chuẩn mặt hoa hàng ươm ti. Mà giá còn rẻ hơn cả hàng rừng, thì cô chú anh chị thấy rồi ạ. Và bên này đây là những cái cây thiên nga. Hàng hiện tại là đã trưởng thành và chuẩn bị cho hoa cho nụ hết rồi cô chú anh chị nhá. Ở đây thì em có tất cả là 4 màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn. 4 màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn đây. Dạ, cây này là cây nâu đốm này cô chú anh chị này. Thân giả hành căng mướt và bắt đầu đã có mắt nụ cũng như là có mắt mầm rồi. Đấy. Và bên này là sẽ là chậu thiên nga màu đây là màu đỏ nâu nhá. Còn bên này sẽ là thiên nga màu nâu đốm. Cô chú anh chị có thể thấy là một số lá ở bên dưới này bắt đầu là rụng rồi. Tức là hàng này là cây đã trưởng thành và nó đã thắt ngọn. Thì ạ, những cái mắt nụ, mắt mầm là bắt đầu là đã nổi rất là rõ như thế này. Và lá cũng sẽ dần dần rụng để đây. Như củ già là hoàn toàn rụng hết lá nhé. Đây sẽ sổ hoa và lên những cái mầm chồi tơ mới. Đây là thiên nga này, là cây thiên nga màu màu đỏ, màu nâu đốm này. Và bên này là cây thiên nga xanh đây cô chú anh chị. Giả hành tròn tu luôn, to mập cực kỳ là đẹp luôn. Và bên này sẽ là cây thiên nga đen. Thiên nga đen thì so với cả thiên nga mấy màu kia ấy thì nó sẽ có phần là nhỏ hơn một chút. Thiên nga đen hay người ta còn gọi là ngọc trai đen. Mấy dòng thiên nga rất là quý mà được nhiều người chơi rất là thích thú luôn. Và mỗi một chậu thiên nga như vậy thì em xin phép chỉ bán đồng giá có 140.000 cho một chậu thôi. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em, đây là những cái mặt bông của cây thiên nga. Đây là màu thiên nga đỏ nâu này. Đó, đỏ nâu đây nhá. Và bên này là thiên nga màu nâu đốm. Nói chung là mặt bông nào cũng đều rất là đáng sưu tầm. Đó, đẹp. Rất là đẹp như thế này. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen rỗ úc mắt đen. Dòng đen rỗ úc mắt đen, hoa thân thì rất là giống với cả đùi gà. Một chậu như thế này cũng rơi vào ít nhất là 6 thân hoa trở lên. Thân to nù như có ngón tay cái luôn. Và hoa của nó thì sẽ nở vào Tết hoặc là đầu xuân. Đấy, chậu nào cũng như chậu nào cực kỳ là đẹp luôn như thế này đấy cô chú anh chị này. Đấy. Chậu như vậy là đủ cho một mùa hoa Tết rực rỡ luôn rồi. Em bán một chậu như vậy với giá là 180.000 nhé. Hoa của nó giống với cả đùi gà. Độ bền của nó sẽ khoảng tầm 2 tháng. Đấy, đó là dòng đen rỗ úc mắt đen. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng phi hạc này. Thân to đùng bằng cái ngón chân cái luôn nhé cô chú anh chị. Đây là cái mặt bông của dòng hoàng phi hạc. Hoa của nó cũng rất là bền, độ bền cũng sẽ tầm tháng rưỡi, tháng đến tháng rưỡi. Đấy. Hoa của nó thì cái khuôn bông hoa cực kỳ là xinh luôn. Đây một chậu như vậy thì cũng rơi vào ít nhất là 5-6 cái thân hoa trở lên. 5-6 cái thân hoa trở lên nhé cô chú anh chị nhìn này.
Đấy, thân nào thân đấy to đùng luôn. Em bán với giá chỉ có 170.000 cho một chậu thôi ạ. 170.000 cho một chậu thôi. Đây chỗ này là hai chậu, nếu mà cô chú anh chị nào mà lấy hai chậu như thế này ghép lại thì quá được một giò quá tuyệt vời luôn. Hoàn mỹ luôn. Và ở đây thì em có một cái chậu cáo này, chậu giáng hương đuôi cáo 6 cây hàng lá xếp, em bán chậu này với giá là 180.000. Và sang bên này đây sẽ rất là nhiều những cái loại lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình để cô chú anh chị có thể chọn lựa cho mình những cái hình lan ưng ý nhất này cô chú anh chị này. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị những cái phần gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Em có phần gà tròn của vùng Cao Bằng. Gà tròn của vùng Cao Bằng thì sẽ giống với cả thân gà dẹt, tuy nhiên khi mà sổ hoa thì mắt nhung đen cực kỳ là tuyệt vời. Cái lô gà tròn này cũng đủ cô chú anh chị có một mùa hoa xuân tuyệt vời rồi nhá. Lô này em bán là 100.000 ạ. Lô số 2, hình số 2 em bán là với giá là 110.000 cho hình số 2, nó có hai dề nhá, thân căng nú rất là đẹp luôn. Hình tiếp theo hình số 3, cái hình này em cũng bán với giá là 110.000. Và hình số 4 một lô cực kỳ là đẹp luôn. Đó, một lô số 4 rất là đẹp luôn như vậy. Lô này em bán với giá là 100.000 này. Lô tiếp theo lô số 5, ít thân nhưng mà dài mượt, rất là đẹp luôn như vậy. Cái mùa này là mùa gà ghép gà đẹp rồi cô chú anh chị nhá. Cây đã thắt ngọn hết rồi ạ. Em bán lô này chỉ với giá là 100.000 thôi, quá tuyệt luôn đúng không ạ? Tiếp theo là hình số 6. Cái lô gà số 6, đây là lô gà dẹt nhá. Lô gà dẹt, một cái lô gà dẹt rất là nhiều luôn. Gà dẹt này em bán với giá là 100.000 này. Lô gà dẹt số 7 em cũng bán là 100.000 này. Và lô gà dẹt số 8 này ạ, em cũng chỉ bán là 100.000 thôi. Mỗi một lô như thế này thoải mái cô chú anh chị làm một giò to đùng luôn. Bên này là một số hình cáo mà hôm nay em sẽ bán thanh lý này. Cái hình cáo này này có tất cả là 7 cây cáo luôn ạ. Em bán hình này với giá là hình số 9 này em bán với giá là 120.000 thôi nhá. Và tiếp theo là hình số 10. Hình này thì có 2, 4, 6 cây cáo, em bán có 100.000. Và hình tiếp theo là hình số 11, có 5 cây cáo đẹp ạ. 5 cây cáo bản lá dày đẹp, hình này em bán với giá là 160.000. Và tiếp theo là hình số 12. Hình số 12 này có 7 cây cáo, hình này em bán với giá là 130.000 ạ. Và tiếp theo là hình số 13, chỗ này có đến 8 cây cáo luôn. 8 cây cáo hình này em bán với giá là 120.000. Và hình số 14, cái lô cáo này em bán với giá là 4 cây 100.000. Và bên này sẽ là những cái hình đai châu lá mít. Hình đai châu lá mít này, những cái hình đai châu lá mít này thì ở đây là cô chú anh chị có thể mua hàng cân nhé. Hoặc là cô chú anh chị cũng có thể mua hàng hình, cũng theo hình này cũng được. Đấy, thì cái giá của nó cũng sẽ gần như vậy thôi. Cái hình đai châu lá mít này có 5 cây nhé. 5 cây lá mít nhiều cặp lá như thế này này. Đó. Và cái hình này thì em chỉ bán là 170.000 thôi. 170.000 cho hình có 7 cây, rất là đẹp. Tiếp theo là hình số 16, cái hình này có 3 cây luôn này cô chú anh chị này. Em thấy là người ta bán một cặp trâu thì cũng phải ít nhất phải trên 200.000 rồi. Đây có 3 cây trâu to và đẹp như thế này nhá. Em bán hình này chỉ với giá là 210.000 thôi. Đó, mỗi một cây trâu to đẹp như thế này. Đó, thì chỉ thậm chí là có những cây là đang bắt đầu là chuẩn bị. Đây có cây là bắt đầu là sưng nụ rồi đây này cô chú anh chị này. Có những cây đã hiện tượng là có nụ như thế này luôn rồi. Đấy, cái hình này nhá, với giá chỉ 210.000 thôi ạ. Tiếp theo là hình số 17 này. Hình số 17 này cũng là 3 cây, với giá em bán cũng là 210.000. 210.000 này, 7 cây to đẹp nhá. Tiếp theo là hình số 18. Lô này có đến 3 cây ạ. Cũng là 3 cây này, nhiều cặp lá xinh đẹp như vậy. Hình này em bán là 210.000. Và hình số 19 này, 4 cây mít cực kỳ là đẹp luôn. Đó, 4 cây mít rất là đẹp như vậy. Cái hình này thì em bán với giá, hình này em bán với giá là 210.000 này. Tiếp theo là hình số 20, hình này có đến 5 cây ạ. 5 cây nhá cô chú anh chị nhá. 5 cây thì chắc chắn là nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, cái hình này 5 cây đẹp như vậy. Và em bán hình này với giá là 220.000. Và tiếp theo là hình số 21, hình này có 3 cây này, khá là to. 3 cây khá to đẹp như vậy nhá. Và cái hình này thì em bán với giá là 210.000. Tiếp theo là hình số 22. Cái lô này có đến 4 cây châu mít rụt rất là đẹp này. Đây là cây thứ nhất này, cây thứ hai này, cây 3 này, cây 4. Ồ, 4 cây thôi, 4 cây châu mít nhá. Ồ, cây này hơi vỡ lá một tí. Hơi vỡ lá một tí rồi. Đây, 4 cây châu này, 4 cây châu mít này rụt rất là đẹp luôn. Cái hình này em bán với giá là 250.000 cho 4 cây này. Và sang bên này là những cái hình hoàng nhạn va. Cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng hoàng nhạn va
Em có cái cây hoàng nhạn va số 23, tức là người ta cấy mô từ những cây nhạn đột biến nhé, hoa siêu thơm và là một cái dòng hàng phải nói cực đáng sưu tầm. Cái hành này em bán với giá là 200 à 350.000, và một cặp, một chậu gồm hai cây nhạn va một cặp như vậy. Đấy, bản lá mít xếp rất là đẹp luôn như thế này. Hàng này thì cái lá thì cũng bên này cũng bị chảy xước một chút xíu như vậy nhá. Và cái chậu nhạn va này em bán với giá là 450.000 cho cặp đôi nhạn va này. Tiếp theo, hình 25 cũng là một cây nhạn va đẹp như vậy đấy ạ. Đó. Cặp nhạn va này em bán với giá là 350.000, 330.000 chứ. Rồi sang bên này đây sẽ là những cái hình trầm rồng đỏ. Hàng để cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa Tết nhé. Nếu như nói về chơi hoa hàng Tết thì chắc không có loại lan nào mà đáng sưu tầm hơn dòng trầm rồng đỏ. Trước đây thì mỗi một thân trầm rồng đỏ như thế này này, người ta bán mỗi một thân phải trên 200.000. Mà hiện tại thì hàng siêu rẻ luôn, cô chú anh chị có thể được ngắm những cái chậu lan đẹp mà được làm giống vào những cái ngày Tết đến. Cô chú anh chị được ngắm những cái chậu lan đẹp và đồng thời được nhân giống ạ. Được nhân giống cây này thì rất là dễ trồng, dễ chăm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Em có cái chậu trầm rồng đỏ này, gọi là chậu trầm rồng đỏ số 27 ạ. Chậu này tất cả là có 4 thân ngắn dài này. Một thân siêu to khổng lồ luôn, nó phải cao trên 60 cm, to hơn cái ngón chân, to hơn cái ngón chân, to bằng cái ngón chân cái luôn ấy, cái thân này ạ. Để nói như thế để cô chú anh chị tưởng tượng ra. Một chậu 4 thân đẹp như vậy với giá là 270.000 nhá. Có 270.000 cho một chậu trầm rồng đỏ đẹp miên man như thế này đấy ạ. Tiếp theo là chậu số 28. Chậu số 28 là 3 thân rất là đều, dài tầm trên 50 cm. Đấy, 3 thân đều và rất là đẹp luôn. Không phải 3 thân mà chậu này là 4 thân nhất cô chú anh chị. Chậu này là 4 thân luôn này. Và chậu này thì em xin phép được bán với giá là 300.000 nhá, cho chậu 28 4 thân. Đấy, tính ra bây giờ thân còn chưa đến 100.000 cho một thân trầm rồng đỏ đẹp như thế này. Một chậu trầm rồng đỏ đẹp lộng lẫy cho ngày Tết mà chỉ có 300.000 ạ. Tiếp theo là chậu 29 này. Chậu này cũng là chậu 3 thân ạ. Đấy, thân cao nhất cũng phải dài trên 60 nhá. Đấy, chậu này em bán với giá là 280.000 cho chậu 29. Và chậu tiếp theo là chậu 30. Đây, chậu 30 đây ạ. Chậu 30 này cũng là chậu 3 thân này. Cũng 3 thân nù, siêu nù luôn, cực kỳ là đẹp luôn như thế này. Chậu này em bán với giá là cũng 280.000 nhá. Là chậu 30. Và chậu số 31 này. Chậu 31 đây ạ, là chậu 3 thân này. Ôi, siêu nù và thắt ngọn nù ú rụt rịt như thế này, khi mà sổ hoa chắc là quá là tuyệt vời luôn. Cái chậu này em bán với giá là 260.000 cho chậu số 31 ạ. Chậu số 32. Chậu số 32 đây cô chú anh chị này. Chậu số 32 cũng là 3 thân siêu nù luôn ạ. Nù ú rụt rịt đẹp như thế này đấy ạ. Cái chậu này em bán với giá là 260.000 nhá, là cho chậu 32. Và chậu 33 này. Chậu này là 3 thân cao đều luôn, cao tầm trên 50 cm đổ lên hết. Đấy. Và chậu này em tính là 300.000 đấy ạ. 300.000 cho chậu này, 3 thân đều, mỗi một thân có 100.000. Chẳng bù cho trước đây mỗi một thân như vậy phải trên 200.000 rồi. 300.000 cô chú anh chị sở hữu một chậu trầm cực đẹp như thế này. Tiếp theo là cái chậu trầm số 34, chậu này cũng là 3 thân nù luôn này. 3 thân nù rất là đẹp như vậy nhá. Chậu này em bán 250.000. Tiếp theo là chậu số 35 này. Chậu này có đến là 2, 4, 5 thân ngắn dài. Đấy, 5 tổng là 5 thân ngắn dài luôn ạ. Đấy. Thân nào thân đấy nù luôn luôn như thế này này. Chậu này em bán với giá là 300.000 nhá. Chậu này em cũng bán là 300.000. 2, 4, 5 thân. Đấy, 300.000. Và tiếp theo là chậu số 36. Chậu số 36 khổng lồ luôn, rất là nhiều thân đẹp luôn. Cái chậu này 2 này, 4 này. Tổng là 6 thân, 7 thân ạ. 7 thân tất cả nhá, 7 thân cả ngắn cả dài nhá. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Chậu này em xin phép được bán với giá là 360.000 thôi. Chậu này trước đây phải rơi khoảng tầm 700-800.000 không rơi. Giờ hiện tại còn có 300.000 cho chậu trầm rồng đỏ sung xuê như vậy. Sang bên này là những cái chậu trầm trắng nhá. Cho cô chú anh chị nào yêu thích cái những cái cây hoa màu trắng tinh khôi mà hương thơm ngào ngạt luôn ấy ạ. Trầm trắng ạ. Hàng chuẩn ươm ki nên là sẽ chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị.
Em có hình 37 này, chí chậu chầm trắng 37 đây. Chậu chầm trắng 37 này có một cái thân này rất là to cao, nhưng mà tại vì nó cao quá như thế này này, đó, bị dây buộc nó tụt xuống. Đấy, hai thân rất là cao và một vài thân ngắn nữa. Cái chậu chầm này thì em xin phép được bán với giá là 220.000 ạ, cho chậu chầm chầm trắng 37 nhá, sở hữu ngay một chậu chầm trắng luôn ạ. Mặt bông chuẩn mặt bông nhá. Tiếp theo hình 38 này, chậu chầm trắng 38 này, em bán với giá là 180.000. 180.000 cho chậu chầm trắng này. Và chậu số 39, một chậu rất là đẹp luôn. Đây, chậu chầm trắng rất là đẹp luôn như này. Cái chậu này em bán với giá cũng 220.000 này. Tiếp theo là chậu 40. Chậu chầm trắng 40 cũng rất là đẹp luôn, 246 thân nhá, nù mập ú ụ luôn. Cái chậu này em bán là 206 ạ. Những cái chậu như thế này trước đây nó rơi, thường là người ta như những năm trước người ta phải bán mỗi một thân khoảng tầm 150 đến 200 cho một thân. Đấy, thì bây giờ một cái chậu như thế này có 206 nhá. Thưởng thức ngay một cái chậu chầm trắng rất là đẹp luôn. Tiếp theo hình 41 ạ. Chậu chầm trắng 41 đây cô chú anh chị này, 4 thân đều rất là đẹp. 4 thân đẹp, to đẹp như vậy. Cái chậu này em bán với giá là 260.000. Và tiếp theo là chậu 42. Chậu 42 này em xin phép được bán với giá là 220.000 này, có tất cả là 4 thân. Và chậu tiếp theo là chậu 43. Chậu chầm trắng 43 này em bán là 220.000. Chầm trắng 44 này, chậu này chỉ 180.000 thôi. Đấy. 180.000 cho hai thân chầm trắng này. Bây giờ cô chú anh chị nhìn nó ít thân như vậy thôi, nhưng mà khi mà nó sổ hoa mỗi một mắt đốt sẽ cho vài nụ cũng sẽ cực kỳ là đẹp luôn rồi, đúng không ạ? Có 180.000 thôi nhá. Tiếp theo là một cái chậu chầm trắng 44A. Chậu này em gọi là chậu 44A này. Chậu này cũng rất là sum suê, thân nù đẹp luôn. Đó, với chậu này em cũng bán là 260.000 ạ. Và chậu chầm trắng 45. Chậu chầm trắng 45 này em bán là 180.000. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò giả hạc Pháp. Giả hạc Pháp thì em nhớ những năm trước đây thì người ta sẽ bán theo thân, mỗi một thân cũng phải tầm trên 100.000. Chậu 7, 8 hoặc là 10 thân nhỏ cũng phải rơi vào khoảng tầm 800-900.000. Đấy, đấy là cái hồi trước đây em đã từng được bán rồi. Còn bây giờ thì cái giá của nó phải nói siêu rẻ để cô chú anh chị sưu tầm. Hoa của nó nở đúng thời điểm Tết là rất là dễ trồng, dễ chăm, dễ thuần. Hàng bây giờ là đã thắt ngọn rồi. Và cũng những cái lá chân này là bắt đầu là xuống lá nhé, chứ không phải hàng bệnh tật gì đâu cô chú anh chị nhé. Đấy, hàng của nó là bắt đầu là vào mùa thu và mùa xuống lá rồi. Nên là đây là bắt đầu sẽ xuống lá. Nên là cô chú anh chị khi mà nhận hàng cứ thấy những cái lá như thế này thì lại bảo là em gửi hàng xấu cây hỏng cho cô chú anh chị, nó không phải đâu nhé. Hình 46 này, cái chậu này em bán là 200.000 thôi này cô chú anh chị này, cho một giò hoa Tết đẹp luôn ạ. Tiếp theo là hình số 47 này. 47 có hai thân siêu to luôn, hai thân cực kỳ là to luôn, với cả một số những cái thân nhỏ nữa này cô chú anh chị này. Chậu này em bán 230.000 ạ. Chậu 48 em cũng bán là 230.000 đây, rất là đẹp đây cô chú anh chị. 230.000 rất là đẹp đây. Chậu 48 đây. Và chậu 49 này, 240.000 cho chậu 49. Và chậu tiếp theo chậu 50, ít thân nhưng mà phải nói cực siêu xuất sắc. Cái thân nó to đùng hơn cái ngón tay cái của em luôn. Trời ơi, đẹp. Đẹp miên man luôn. Hai cái thân to ủnh này, mỗi một thân này nó phải cực kỳ là giá trị luôn á cô chú anh chị. Đấy. Hai thân rất là to, chậu này tổng là 3 thân, mỗi một thân này hai thân to này dài trên 1 mét nhá. Em bán hình này với giá 220 ạ. Tiếp theo là chậu số 51. Chậu 51 này em bán là 210.000 này. Đó, cô chú anh chị ngắm kỹ giúp em. Và chậu số 52 là 4 thân rất là đều luôn đây cô chú anh chị này, 4 thân to đùng rất là đều luôn. Cái chậu này em bán là 240 nhá. Và tiếp theo là chậu 53. Chậu này em bán là 210.000 cho chậu này. Đó. Có tổng cũng là 2 4 5 6 thân ngắn dài. Sang bên này là hình kiều tím miền Trung, cái hình này là hình 54, em bán là 140.000 ạ. Hình 55 cũng là 140.000 và hình số 56 là 150.000 cho một lô kiểu kiều tím này. Và hình số tiếp theo là hình 57. Em bán là 200.000 cho chậu phi điệp tím của vùng Cao Bằng. 58 cũng là 220.000 và 59 là em bán 200.000 và hình 60. Một cái chậu điệp tím lá xếp chân rết siêu đẹp luôn. Chậu này thân mù rụt là xếp chân rết siêu đẹp, với giá 650.000. Bên này sẽ là những cái con dao, những cái con dao chặt thái mà được rèn thủ công từ làng nghề Phúc Sen nhé. Những cái con dao mà khi mà cô chú anh chị đã một cái làng nghề mà
đã rất là nổi tiếng, rèn ra những con dao cực kỳ là sắc bén. Khi mà cô chú anh chị sở hữu một cái con dao như thế này thì chắc chắn là mua một lần cô chú anh chị sẽ dùng cả đời luôn những cái con dao này ấy. Tại vì nó rất là sắc, khi mà nó cứng và dẻo và đồng thời rất là sắc nữa. Khi mà cô chú anh chị sử dụng mà nó hơi gọi là hơi cùn đi, cô chú anh chị chỉ cần mài lại một cái thôi là lại sắc như cũ. Chọc thái phải nói là ngọt lịm luôn. Cô chú anh chị đã sử dụng những cái con dao này thì không bao giờ cô chú anh chị quay lại trở lại những cái con dao chặt thái, sẽ rất là chán những cái con dao chặt thái không phải của làng nghề Phúc Sen, em khẳng định luôn. Con dao này là con dao chặt thái này, cán sắt này, em bán là 150. Con dao này cũng là con dao chặt thái cán gỗ cẩm chỉ nhá. Con này em bán với giá là 230. Con dao cán chặt cũng là chặt thái, đánh nhám một bên, cán gỗ cẩm chỉ. Em bán con này với giá là 250. Một con dao chặt thái bằng thép không gỉ, chất liệu cực kỳ là tốt luôn, cán gỗ cẩm chỉ rất đẹp, với giá 300.000. Con dao này phải nói là đẹp hoàn mỹ luôn. Tiếp theo là con dao thái, em bán là 150.000. Con dao thái này chuyên thái. Và con dao cũng này, con nào chuyên thái nhé, cán gỗ cẩm chỉ này, em bán là 190.000. Con dao thái nhỡ 120.000. Đó, con dao này thì thái tiện, rất là thái tiện mà rất là nhẹ nhàng luôn, nhìn như vậy mà cực kỳ là sắc luôn này. Con dao này, con dao cau này, con dao cau này em bán là 70.000. Con dao bầu bé, con dao bầu bé nhọn em bán là 90.000. Và con dao quắm này, con dao quắm này em bán là 150.000. Nó là để rèn ra được những con dao như vậy, người ta làm hoàn toàn thủ công và phải nói là mất cực kỳ là nhiều những công sức luôn. Bên này là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng này. Bên này là em có sim khô 100.000 cho một túi 1kg này, chuối hột khô 100.000, và măng khô. Măng khô của vùng rừng Cao Bằng, măng mầm nhé cô chú anh chị nhé. Người dân lấy từ những cái mầm măng non và sau đó là phơi khô một cách tự nhiên mà không có chất bảo quản nhé. Và một cái túi măng như thế này thì cô chú anh chị có thể thấy là phải người dân người ta phải lấy từ rất là nhiều những cái cây măng nhỏ rồi luộc lên và sau đó phơi khô. Khi mà cô chú anh chị sở hữu một cái túi măng như vậy thì cô chú anh chị chỉ cần ngâm vài miếng thôi thì cũng đã được, khi nở ra được rất là nhiều luôn rồi. Đấy, một cái túi măng như thế này thì em bán với giá là 200.000 nhé, là một túi 1kg được rất là nhiều luôn. Và bên này là đặc sản táo mèo 100.000, rễ mũ tần 120.000, tầm gửi cây chanh 230, tầm gửi cây nghiến 190, hoàng tinh 200, hạt thủ ô đỏ là 300. Bên này em có vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong 1kg này, rêu rừng sẽ là 50.000 nhá. Và bên này là vỏ thông em cả size 12 và size 34. Cô chú anh chị lấy size 12 và size 34 này, nếu như lấy từ 10kg em để giá 15.000 thôi. Đấy, cước vận chuyển em gửi cước vật tư thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 5-6.000 một cân. Nhưng cô chú anh chị cứ yên tâm luôn, về đến tay cô chú anh chị chỉ rơi vào khoảng tầm 20.000 thôi ạ. Và bên này là em có những chế phẩm Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Atonic là 10.000 cho một gói nhé. Và dưỡng chất AB là 85.000 cho một lọ này. Và duy đỏ 60.000 và duy xanh em bán là 50.000 này. Bên này là B1 Thái với giá 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ, điền da sẹo đen 50.000, điền da Mỹ Tiến là 40.000, siêu da rễ N3M với giá là 30.000. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát và 3 loại phân bón lá em bán đồng giá 30.000 cho một lọ. Và bên này là em có cái sản phẩm Super Thai, cái hormone kích thích cây tăng trưởng cũng như kích thích da rễ hết sức tuyệt vời luôn. Em bán là 85.000 cho một lọ Super Thai này. Phân bón dạng túi lọc kích rễ, kích mầm, kích da rễ rất là tuyệt vời mà cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển. Em bán là 35.000 cho một hộp 30 túi lọc bên trong. 20 túi lọc bên trong nhá. Bên này là kim boom ạ. Đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Bên này là em có sản phẩm là Chicho Đề Ma, phân bón vi sinh kháng nấm. Em có một hộp 1kg như vậy 130.000. Và bên này sẽ là sản phẩm phân bón hữu cơ, một cái sản phẩm mà chứa rất nhiều cái dưỡng chất để kích thích cây tăng trưởng cách tuyệt đối nhất và hạn chế nấm bệnh tối đa nhất. Một cái sản phẩm hết sức là tuyệt vời, sử dụng cho cây lam luôn ạ. Em bán cái sản phẩm này với giá 35.000 cô chú anh chị nhé.
Và em xin được nói về cái thành phần của cái sản phẩm là phân bón hữu cơ này để cô chú anh chị thấy, biết rõ thêm. Sản phẩm này thì nó sẽ có được sản xuất từ phân trâu với cả trộn lẫn đỗ tương cũng như là có cả dịch chuối bên trong nhé cô chú anh chị nhé. Làm cực kỳ là cầu kỳ, mất thời gian luôn. Ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng hơn 2 tháng ạ. Đấy, cô chú anh chị nhờ thấy qua những cái mà em đã nói về cái thành phần của nó thì cô chú anh chị thấy rồi ạ. Với những cái thành phần như vậy thì nó sẽ cung cấp dưỡng chất cho cây trồng một cách phát triển một cách rất là tuyệt vời luôn. Mà làm rất là mất công, mất thời gian mà sử dụng rất là nhiều những cái nguyên vật liệu như vậy nhưng giá của nó chỉ có 35.000 thôi. Đấy. Mà phơi khô rồi cô chú anh chị nhá, được giá 35.000. Và bên này là em có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, em bán là 40.000 cho một lọ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở La Dình nhà em ạ.